Tháng thứ ba ở trường, Thủ áy náy chịu không nổi nữa. Một chiều thứ bảy vừa tan học, anh trốn trường, vác xe đạp phóng về Xuân Thành. Đường từ tỉnh về làng đạp xe bình thường mất khoảng hơn 7 tiếng. Thụ rời trường lúc hơn 6 giờ rưỡi. Nửa đường thì trời đổ mưa to. Thụ không mang theo áo tơi, chỉ có chiếc nón cối và bộ áo quần mong manh che thân, rét run cầm cập. Gió cứ thổi thốc vào mặt, buốt nhói. Anh mím môi cắm đầu đạp và nghĩ đến Hợp, lòng đau nhói. Đến địa phận huyện Vĩnh Phúc, Thụ lại phải mò mẫm tránh những con lộ chính, né những trạm gác dọc đường vì sợ có người quen bắt gặp. Có lúc Thụ vác xe lội qua lạch, có lúc băng qua những bờ mương rất nhỏ, hoặc men theo lối mòn giữa những thửa ruộng bát ngát đang ngập nước dưới làn mưa dày đặc. Hai ba lần xe tuột xích, Thụ phải ngồi lại đội mưa mà sửa. Nhiều quãng đường lầy, bùn đọng bám chặt vào bánh, kín cả bên trong gạc đập bu. Thụ phải lấy que khều ra cho sạch mới đạp tiếp được. Con đường tỉnh ta đi đúng là con đường gian nan, còn hơn cả đường cách mệnh của bác Hồ. Gần 3 giờ sáng, Thụ tới nhà Hợp. Lúc này Hợp đã trở lại cuộc sống tương đối bình thường. Vết thương tâm hồn dịu bớt và hình ảnh Thụ đang nhạt dần trong trí. Bỗng nửa đêm nghe tiếng gõ cửa. Hợp giật nảy người, ngóc đầu dậy, lo lắng nhìn ra. Nàng vẫn ngồi yên trên giường, hồi hộp chờ đợi. Nhớ đến Quảng cũng một đêm mưa gió như đêm nay đã mò đến làm hại đời mình. Bên ngoài, Thụ đập cửa mạnh hơn và lên tiếng: Hợp ơi, mở cửa cho anh vào Hợp ơi, Thụ đây. Rõ ràng là giọng nói của Thụ. Thế là bao nhiêu chuyện cũ tưởng đã chôn vùi vĩnh viễn vụt trỗi dậy rất nhanh trong lòng Hợp. Nàng quất nghẹn, nước mắt trào ra và nấc lên thành tiếng. Hợp bước xuống giường, đi thật chậm ra cửa, ghé mắt nhìn qua khe, và khi nhận rõ mặt Thụ, nàng kéo then mở cửa và nấc lên: Anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đi đi. Nàng ngồi thụp xuống và càng khóc to hơn. Thụ quên cả lạnh, ngơ ngác nhìn và kêu lên mấy lần: Ơ hay, lạ lạ nhỉ. Thụ cũng đang tức lắm. Suốt quãng đường mưa gió gian khổ, anh đã định bụng và chuẩn bị sẵn những lời trách móc vì 3 tháng nay Hợp không trả lời thư anh. Thụ cũng hình dung trước Hợp sẽ xin lỗi và ân cần đón tiếp anh để bù lại chặng đường vất vả anh vừa liều lĩnh vượt qua về đây. Nào ngờ Hợp lại dở chứng, bù lu bù loa đuổi Thụ. Chưa kịp nói gì thêm, đã nghe Hợp quát lên: Anh đi đi. Thụ ú ớ: Lạ nhỉ, thế là thế nào? Mấy tháng này anh làm gì mà không viết thơ cho tôi? Thụ cũng gắt: Điều vừa vừa chứ, tuần nào chả viết thư, có cô không có giả nhời tôi thì có. Câu nói của Thụ khiến Hợp liên tưởng đến Quảng. Nàng đứng vụt dậy chỉ vào mặt Thụ: Lũ các anh, đứa nào thì cũng như đứa nào hết, chỉ biết nói láo là giỏi, đừng có vác mặt về đây nữa, đi đi. Hợp tiện tay đóng sầm cánh cửa lại. Thụ không thể nhịn được nữa, cơn uất đã lên tới cổ. Anh giằng mạnh cái ghi đông xe đạp đang dựng ở gốc chuối trước hiên, nhảy tót lên và đạp nhanh ra cổng. Nước mắt Thụ ứa ra và cơn giận lập tức đưa trí óc anh trở lại những suy nghĩ rất vô sản để lên án Hợp. Hơn lúc nào hết, anh thấy rõ người con gái kia anh đã yêu lầm, bởi vì bản chất nó vẫn mang dòng máu bịa chủ đại gian đại ác, đầy những ích kỷ và phản bội. Thật là hoài công lo cho nó, Thụ lẩm bẩm nói một mình. Mưa vẫn nặng hạt và gió thổi những tàu lá chuối rung lên phành phạch. Hợp đã thay lòng đổi dạ, đã bỏ anh mà lại còn gian trá đổ tội cho anh không viết thư về. 3 tháng trời, hơn 10 lá thư anh cặm cụi nắn nót, nhồi vào trong đó biết bao nhiêu yêu thương. Thụ càng nghĩ càng ức. Nhưng chưa ra khỏi con đường làng, Thụ đã thấy cơn giận dịu đi rất nhanh. Anh nhớ lại những dòng nước mắt của Hợp và tự hỏi tại sao nàng lại phải khóc thảm sầu như thế. Ừ, nếu nó trở mặt, nó chỉ việc lặng lẽ đóng cửa không tiếp mình, việc gì phải trách móc như vậy. Hay là thực sự thư từ của mình không đến tay? Thụ thấy mình vô lý và nóng nảy quá, đáng lẽ phải nán lại hỏi cho ra lẽ. Thụ đâm ra hối hận, và cũng như bất cứ chuyện tình nào, Thụ quay đầu trở lại. Còn Hợp sau khi đuổi Thụ và thấy Thụ bỏ đi thật, nàng vô cùng thất vọng. Nàng nằm nghe ngóng một lúc rồi úp mặt vào tay khóc rưng rức. Bỗng lại có tiếng đập cửa và giọng của Thụ: Hợp ơi, em ơi, mở cửa cho anh. Hợp mừng quá chạy vội ra giật mạnh cánh cửa. Nàng nắm lấy hai bàn tay ướt đẫm của Thụ kéo vào, rồi úp mặt vào ngực Thụ. Em khổ lắm anh Thụ ơi. Thụ
Thụ không biết nói gì, anh cứ đứng yên, hai cánh tay vòng ra sau lưng Hợp, nhưng không dám ôm lấy người nàng vì sợ làm Hợp ướt. Lâu lắm Hợp mới ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười. Thụ mắng: "Xó thật là đồ trẻ con, vừa khóc vừa cười." Hợp cắn mạnh vào vai Thụ và ngượng ngập nói làng: "Thôi đi thay quần áo đi, chiếc dép mất, khổ thân." Nhưng Thụ làm gì có áo quần mà thay, anh cứ đứng lóng ngóng giữa nhà. Hợp chợt nhớ ra, nàng vào lục rương lôi ra một mớ áo quần của mình cho Thụ mặc tạm, nhưng chẳng có cái nào vừa. Sau cùng nàng lấy cái mền đưa cho Thụ và nói: "Thôi này, quấn tạm cái này vậy." Thay bộ đồ ướt ra xong, co ro trong lớp chăn mỏng, Thụ mới chợt nhớ ra cái xe đạp ngoài hiên. Anh khoác áo tơi chạy ra lôi hẳn vào bên trong, dựng ở góc nhà, bởi vì anh biết rằng mình sẽ ở lại đây suốt ngày mai, không nên để bất cứ ai đi ngang qua nhà Hợp nhìn thấy và biết anh đang có mặt trong nhà này. Hợp kéo anh xuống bếp thổi cơm nóng nướng cá khô cho Thụ ăn. Hai người ngồi bên bếp lửa có lúc im lặng thật lâu, không ai nói lời nào vì cùng theo đuổi những ý nghĩ vừa lạc quan vừa lo lắng đang xâm chiếm tâm hồn họ. Thụ hơi hai bàn tay lên ngọn lửa và khẽ nói: "Anh hỏi thật nhé, thế đằng ấy có nhận được thư của anh viết về hay không mà chả thấy trả lời gì cả?" Hợp mỉm cười đáp: "Em cũng hỏi thật nhé, anh có viết thư cho em không mà đòi em trả lời?" Thụ nghiêm mặt: "Này đừng có đùa nữa, anh hỏi thật mà." "Em có đùa đâu, em mong thư anh còn hơn là trẻ mong mẹ về chợ, ngày nào cũng ngóng chả thấy tâm hơi gì cả." Thụ nhìn vào bếp lửa và nhíu mày tự hỏi: "Lạ nhỉ?" Rồi anh quay sang phía Hợp và nói: "Đây nhé, lên đến nơi đã, chưa khai giảng khóa anh đã biên về ngay. Anh cho địa chỉ số hòm thư cẩn thận, rồi anh đợi Hợp viết lại. Một tuần sau không thấy thư Hợp, anh lại viết luôn hai lá. Rồi cứ thế tuần nào cũng viết, tính đến nay đã cả thảy 14 lá thư rồi." "Có thấy cái gì đâu." "Thế thì thư lạc đi đâu?" "Hay là trường giữ lại?" "Không, lúc đầu anh cũng tưởng thế, nhưng mà về sau thì anh biết là không. Bởi vì cả trường ai cũng có thư, chỉ trừ có anh thôi mà." Hợp cúi đầu im lặng. Thụ hỏi: "Sao không chịu khó lại đằng xá mà hỏi?" "Có, em có đến hỏi một lần, ông Tạo ông nói là không có gì cả, có thì ông đưa chứ ông giữ làm gì." Thụ thở mạnh, vươn vai: "Nhưng mà thôi, việc ấy thì thong thả rồi anh kiểm tra lại. Chỉ biết rằng bây giờ em đã hiểu anh và anh biết lòng em, thế là đủ rồi." Ngoài trời đã mờ mờ sáng, mưa đã dứt hẳn. Hợp chạy ra phía trước khóa ngoài để nếu có ai đến thăm sẽ tưởng rằng nàng đi vắng. Nàng cần ở một mình với Thụ suốt ngày hôm nay, vì chiều nay Thụ đã phải đạp xe trở lại trường cho kịp buổi lên lớp sáng mai. Hợp vào nhà dọn qua cái giường để Thụ ngủ một giấc. Thụ nằm nhắm mắt trên giường, Hợp thoáng nhớ đến Quảng. Nàng vội vàng xua đuổi ý nghĩ ấy để cố vui với Thụ, chọn thời gian hai người gần nhau. Hợp ngồi bên cạnh Thụ, úp cái gối vào ngực. Thụ kéo tay Hợp để nàng nằm xuống bên cạnh, nhưng Hợp nhất định không nghe. Nàng dựa lưng vào vách hỏi Thụ: "Anh à, chuyện của chúng ta tính ra sao đây? Chả lẽ cứ lén lút thế này mãi à?" Thụ vẫn nhắm mắt mệt mỏi đáp: "Thong thả chờ anh học xong đã, tạm thời thì cứ nên giữ kín." Hợp buồn rầu nói: "Giấu được ai mà giấu, cả cái huyện cả cái xã này người ta biết hết rồi." Và nàng đột ngột gay gắt hỏi: "Thế tại sao anh đang làm hợp tác lại bị tống đi học? Có phải là vì quan hệ tình cảm với em không?" "Đi học mà lại bảo là tống đi? Đảng viên thì ai cũng phải bồi dưỡng chính trị cả, được đi học khóa lý luận là vinh dự chứ sao em lại bảo người ta tống anh đi là thế nào?" Hợp trách: Anh ngây thơ và tin người lắm. Em xin lỗi nhé, em phải nói với anh như thế đấy. Nhưng mà anh thì anh phải cẩn thận, đồng chí của anh chưa hẳn là ai cũng tử tế với anh đâu." Thụ nằm im. Một lúc sau Hợp tưởng anh đã ngủ, toan rón rén bước xuống thì Thụ mở mắt nhìn Hợp và nói: "Nếu cần thì anh sẽ lên trình bày thẳng với Quảng. Đồng chí bí thư huyện sáng suốt lắm, giải quyết vấn đề gì cũng có tình có lý, không máy móc như người khác. Anh chắc rằng đồng chí Quảng sẽ tán thành anh xây dựng với em." Hợp muốn gào to lên cho hả giận, nhưng nàng mím môi và nước mắt ứa ra. Hợp dịu dàng bảo: "Em thì em chỉ sợ chính ông Quảng ngăn trở chúng mình thôi anh ạ." Thụ gạt đi: "Không đâu, em chưa rõ anh Quảng, để có dịp anh sẽ dẫn em lên giới thiệu với đồng chí ấy." Hợp nâng cánh tay quệt nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh:
Em thì em nghe người ta bảo đảng viên các anh sẵn sàng thoát ly gia đình này, dám bỏ cả cha mẹ vợ con để phục vụ cách mạng. Huống hồ chị em là một đứa con gái lý lịch xấu như em, đời nào người ta cho anh lấy em. Lúc đấy em sợ là anh phải hy sinh tình cảm cá nhân. Đấy là trong thời kỳ kháng chiến thôi, chứ bây giờ hòa bình rồi thì cũng phải chăm lo đời sống cán bộ chứ, bắt người ta hy sinh mãi hay sao. Hợp đổi thế ngồi, kê cái gối vào vách, tựa lưng lên và duỗi hai chân ra. Nàng đặt hai bàn tay lên vai Thụ và nghiêm nghị nói: Nhưng mà bây giờ em hỏi anh cái này này, anh phải giả nhờ dứt khoát. Nếu mà người ta cứ nhất định là không cho anh lấy em thì anh tính sao? Đặt trường hợp như thế đấy. Thụ nhòm dậy, lật úp người và giọng quả quyết: Anh cứ lấy, phê bình là cùng chứ gì, chả nhẽ khai trừ anh ra khỏi đảng, mà khai trừ cũng chả sao, anh cóc cả. Hợp gượng cười: Nhớ lấy nhé, nhớ lấy đấy. Nằm đây thì nói cứng lắm, lúc gặp ông Quảng thì cứ run bần bật lên. Thụ cũng cười: Nhưng đã bảo là không việc gì đâu, chỉ lo hão thôi. Hợp nhấc cánh tay khỏi vai Thụ, tuột xuống giường và nói: Thôi anh ngủ một giấc đi nhé, chiều lại còn phải đạp xe lên tỉnh nữa đấy, ngủ đi. Nằm lại một mình, Thụ đâm ra lo lắng chằn chọc, đôi mắt cay xè nhưng không ngủ nổi. Trên đường về gặp Hợp, anh chỉ nghĩ đến giây phút ở bên nhau, chưa hình dung những khó khăn mà Hợp vừa gợi ra. Bây giờ bình tâm suy nghĩ, anh mới thấy quả thực câu chuyện không đơn giản như anh tính toán. Lúc tâm hồn bồng bột, anh cho rằng mình có thể hy sinh bỏ đảng tịch vì người yêu, nhưng thực tế khi đụng chuyện, chưa chắc anh đã đủ can đảm. Kinh nghiệm cho thấy, trong xã hội này không là đảng viên thì suốt đời không ngóc đầu lên được, suốt đời chỉ là thằng dân quèn cho thiên hạ bắt nạt mà thôi. Đó là một câu nói của thằng bạn ở trường chính trị, đã nhắc đi nhắc lại làm Thụ luôn luôn suy nghĩ về nó. Có lẽ đúng, muốn vươn lên con đường làm quan tắt trong chế độ này là con đường độc đạo, phải là một đảng viên. Lúc này đang yêu Hợp, Thụ thấy có thể hy sinh được tất cả. Nhưng nay, mai đây, khi vấn đề giằng co được mang ra mổ xẻ trên thực tế, không biết anh sẽ chọn con đường nào, theo Hợp hay theo đảng. Thụ nằm yên một lúc, Hợp tưởng anh đã ngủ toan xuống bếp làm cơm thì Thụ lại hỏi: Thế mấy tháng nay ở xã có chuyện gì lạ không? Hợp không trả lời ngay. Đối với nàng, những việc xảy ra trong xã không bao giờ làm nàng chú ý. Chỉ có một chuyện lạ duy nhất là thằng Mất Dạy Quảng đã đến hiếp dâm nàng, mà chuyện này thì nàng không thể kể cho Thụ nghe được. Số mạng nàng nằm trong tay Quảng, cha mẹ nàng và cả Thụ nữa đều có thể là nạn nhân của Quảng bất cứ lúc nào. Thụ ngạc nhiên không thấy Hợp trả lời. Anh mở mắt ngước lên và hỏi lại: Ở nhà có gì lạ không? Hợp đáp: Thì cũng chẳng có gì lạ lắm, chỉ có Toán Văn Công tỉnh về biểu diễn, và xã thì đang thành lập đội văn nghệ xã. Cái rượu nhà bà Cửu đấy tham gia tích cực lắm, anh còn nhớ cái rượu không nào? Quên thế nào được. Vâng, tuần trước thì cái rượu đến rủ em tham gia văn nghệ xã, em không có nhận lời. Nó dẫn cả Toán Văn Công tỉnh đến đây chơi này, đòi dạy em tập hát. Chúng nó ở đây cả ngày, trẻ con kéo đến chật nhà, dẫm nát cả hai luống su hào của em. Thế em có hát không? Có định vào đội văn nghệ không? Hợp thở dài đáp: Vào làm gì hả anh? 5 năm nay em không hề tham gia sinh hoạt nào cả, bây giờ tự dưng trườn mặt ra, người ta nói chết. Và lại sướng ca vô loài, quý hóa gì cái nghề đấy. Thụ miễn cưỡng khuyên: Cứ kể ra thì chả nên tham gia làm gì, anh còn lạ gì nữa. Văn Công ở đâu thì cũng chỉ là cái ổ giai gái thôi. Nhưng mà thực tiễn bây giờ anh và em đang định lấy nhau, anh thì là đảng viên, em thì lại chưa đóng góp gì cả, cũng trở ngại lắm. Hay là tạm thời cứ vào cho có, như vậy anh dễ ăn dễ nói hơn. Đợi anh vậy ăn hay, còn 3 tháng nữa anh mãn khóa thì chúng mình tính. Thế cũng được. Và rồi Thụ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hợp rón rén bước xuống chuẩn bị vài thứ lặt vặt để chiều nay Thụ mang theo lên tỉnh. Nàng vừa làm vừa khóc ấm ức. Hợp thương Thụ không phải vì anh vất vả đạp xe trốn về thăm nàng, mà vì Thụ quá ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào Quảng. Đối với Thụ, rõ ràng Quảng lúc nào cũng là một đồng chí đàn anh cực kỳ gương mẫu. Đến ngay như chuyện tình của Hợp và Thụ ngang trái như thế, mà Thụ cũng định sẽ trình bày với Quảng, và lại tin rằng Quảng sẽ giải quyết có tình, có lý. Hợp ra giàn nước rửa mặt, trời đã sáng rõ. Quanh nhà trong khu vườn xanh mướt đẫm ướt nước mưa, mấy luống lan vừa ngoi lên vài bông hoa tím.
đàn gà trong chuồng chíu chít kêu, hối thúc Hợp mở cửa cho chúng đi kiếm ăn sớm. Hợp tháo tấm phên cửa cho chúng ra, chỉ giữ lại một con để lát nữa làm thịt. Nàng đi vòng ra phía trước vườn, nhìn quanh tìm một mớ rau ngon để nấu chung với thịt gà. Tất cả đều mới trồng, còn non lắm, chưa có thứ nào ăn được. Hợp ngồi xuống giữa hai luống su hào, lựa những cây lớn nhất để nhổ. Bỗng nghe có bước chân người ngoài đường, con đường mà bình thường rất ít người qua lại. Hôm nay đúng lúc nàng không muốn gặp ai thì lại có người đi đến. Hợp nhìn ra rồi cúi nhanh xuống, nhưng đã muộn. Người đàn ông đi ngoài đường thấy nàng và đứng lại đon đả kêu lên: "Thế ra cô Hợp ở đây à? Nghe bảo cô dọn nhà mấy tháng nay, cứ định có dịp ghé thăm cô, hỏi thăm hai cụ một tí mà mãi chả đi được." Hợp đứng dậy chào: "À, bác Tú, đi đâu sớm thế?" Ông Tú hai vợ vốn là chỗ quen thân với bố mẹ Hợp. Tuy tuổi ông kém hẳn song thân của Hợp, nhưng ông bà bá trọng ông vì coi ông là người có học trong làng. Những dịp dỗ, tết, tiệc tùng trong nhà chả bao giờ ông bá Hậu quên mời ông Tú đến dự. Ông đưa mắt nhìn sâu vào trong nhà và ngạc nhiên thấy Hợp khóa cửa bên ngoài. Ông đáp: "Đi vớt củi cô ạ, chủ nhật chả biết làm cái gì. Ra sông vớt ít củi, nhân tiện thả lưới may được mớ cá ăn đổi món." Và ông hỏi: "Thế cô định đi chợ phiên à?" Hợp ngạc nhiên đáp: "À không, hôm nay làm gì có chợ phiên." "Ngỡ là cô đi chợ huyện, tại thấy cô khóa cửa." Hợp chợt nhớ ra, cười ngượng nghịu: "Vâng, cháu định sang nhà bà Phó Kình làm ít đậu." Ông Tú cứ đứng tần ngần không chịu đi. Hợp lo lắng chỉ sợ ông đòi vào xem nhà và khám phá ra thụ đang nằm trong đó. Nàng lại ngồi xuống vờ xem mấy gốc su hào. "Chà, đêm qua mưa to quá, mấy luống rau nó bật cả gốc lên." Ông Tú nói: "Đúng, nhưng mà cũng đỡ được mấy buổi tưới cô ạ." Và ông từ giã Hợp bước đi vì thấy Hợp tiếp mình quá nhạt nhẽo. Dân trong làng đa số ai cũng nể ông Tú, gặp ông rất vồn vã. Lần đầu tiên ông gặp một người rất hững hờ với ông, đó là Hợp, khiến ông vừa bước đi vừa thấy buồn trong lòng. Khi bóng ông đã khuất hẳn, Hợp đi ngay vào sau nhà và tự hẹn mình suốt hôm nay sẽ không lơ đãng vòng ra phía trước nữa. Hơn 5 giờ chiều Thụ mới thức dậy. Anh ăn bữa cơm rất thịnh soạn rồi ra đi. Dắt xe tới cổng, Thụ dặn Hợp: "Vào hợp tác xã đi em ạ, nên tham gia tiện cho anh hơn." Nhưng Hợp yên lặng không nói gì. Một tháng nay bà Cửu buồn đến bã người. Chồng bà chết trong kháng chiến, đứa con gái duy nhất cái Diệu trở thành con liệt sĩ. Cảnh nhà neo người, nhưng Diệu càng lớn càng đảm đang. 6 sào ruộng nhà nước cung cấp cho trong thời cải cách, Diệu đem hết vào hợp tác xã, cùng làm cùng hưởng. Ở nhà mảnh vườn phía sau, cô tranh thủ trồng đủ các loại rau, cây ăn trái và hoa màu phụ. Sân trước ngoại trừ vài thước vuông dùng làm chỗ phơi thóc, còn lại bất cứ khoảng trống nào cô gieo kín đậu đũa, đậu ván, mướp, bầu, bí, quanh năm chăm bón rất cẩn thận. Ấy là chưa kể một chuồng gà khá đông ở cạnh bếp, một đôi lợn giống ổn ỉn suốt ngày ở chuồng sau. Ngần ấy công việc, chỉ trông vào đôi tay của một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi thì kể cũng vất vả lắm. Chả có đêm nào Diệu được đi ngủ trước 11 giờ khuya. 8 tiếng ở ngoài ruộng hợp tác, công điểm luôn luôn đứng hạng nhất. Chiều về cô lại vội vã vớt bèo, thái cám, tưới rau, kiểm điểm gà qué. Bà Kiều thì tuy tuổi chưa cao nhưng mắt chẳng còn tinh. Giang sơn của bà thu hẹp trong 3 gian nhà nhỏ, và cùng lắm là chống gậy ra đến bể nước. Ở đó có vài dây trầu ngoằng ngoèo bám vào 3 thân cây cao cao vút. Nhờ có đứa con gái cần mẫn như thế, bà Cửu quanh năm dư giả. Chả thế mà Đảng ủy Xuân Thành luôn luôn chọn gia đình bà làm cơ sở nuôi dưỡng cán bộ các nơi về công tác. Đảng cũng muốn nhờ bàn tay Diệu để cán bộ có được những bữa ăn tươm tất, chén cơm trắng, miếng thịt lợn, bát canh ngon mà bấy lâu nay mẹ con Diệu lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Ngoài cái tính cần cù đáng quý ấy, Diệu lại có thêm một đặc điểm nữa là không đua đòi trưng diện. Nhà thì khách khứa luôn đấy, cán bộ đến trọ thuộc đủ mọi thành phần. Thế mà cô chẳng bao giờ bận tâm nhìn bóng mình trong gương hoặc thay bộ quần áo cho tươm tất. Nhiều lần bà Kiều phải ngượng với khách và dục dã con gái nên chăm sóc một chút đến nhan sắc, bởi vì dù sao Diệu cũng đã lớn rồi. Cái ngày Thụ mới về đây tạm trú ở nhà bà 3 tuần lễ, có lẽ là lần đầu tiên bà Kiều phải nuôi cán bộ lâu như thế.
Bà thường ngồi nói chuyện với Thụ mỗi buổi tối. Thấy Thụ hiền lành, bà thoáng nảy ra ý định chắp nối cho con gái. Nhưng rồi cũng như bao nhiêu người khác đến rồi đi, Diệu rất dửng dưng. Dĩ nhiên Diệu cũng biết ý mẹ, nhưng cô vốn không ưa lấy chồng cán bộ. Thụ mang danh là chủ nhiệm hợp tác xã, có tiếng mà không có miếng. Bất quá cũng vẫn chỉ là thằng dân quèn mà thôi. Lấy về thì cũng vẫn chân lấm tay bùn như mọi người, lại mua thêm việc vào thân, chả có lợi gì cả. Làm vợ một người như thế không phải là cái đích mà Diệu nhắm tới. Thụ đi rồi, bà Kiều thấy hơi tiếc, nhưng lại tự an ủi rằng nó lấy chồng chậm ngày nào hay ngày ấy. Và bà càng thương con gái hơn, vì Diệu vừa chăm chỉ vừa đứng đắn. Nhưng cái ngày ấy đã đi qua mất rồi. Mới qua đây thôi, kể từ khi Toán Văn Công bốn người từ tỉnh về Xuân Thành. Bốn người ấy, ba nhạc sĩ và cô ca sĩ chính, lúc đầu ở ngay tại trụ sở ủy ban hành chính. Về sau chủ tịch Tạo thấy bất tiện quá, vì người ta cứ bu đến cả trong giờ làm việc để nghe tập dượt. Tạo đành đẩy xuống cơ sở. Mà cơ sở ở Xuân Thành thì bao giờ cũng vẫn là nhà bà Cửu đầu tiên. Thế là cả người lẫn nhạc cụ lục tục kéo nhau chiếm đóng gian phòng khách nhà bà Cửu. Cuộc sống của hai mẹ con bà Cửu vốn lặng lẽ quanh năm, bây giờ nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng người bàn tán suốt ngày. Không kể Vũ Tín và Tạo thỉnh thoảng có ghé thăm động viên và thôi thúc việc thành lập đội văn nghệ xã. Cả đoàn thanh niên lao động hầu như lúc nào cũng có mặt. Đặc biệt là Quốc, bí thư chi đoàn, thì lăng xăng chạy tới chạy lui như nhà có đám. Trẻ con hàng xóm vây quanh khu sân nhỏ há mồm nhìn người lớn tập hát. Chính trong khung cảnh ấy mà nếp sống trầm lặng của Diệu bỗng đột ngột đổi khác. Bởi vì ở nhà Diệu mới được 2 ngày, anh trưởng đoàn Văn Công chợt khám phá ra một tài năng mới. Cây nhà lá vườn ngay bên cạnh, đó là Diệu. Anh gạ gẫm: "Chị hát nhé, tôi dạy chị hát." Diệu cười òn ẻn: "Từ bé đến giờ em có hát bao giờ đâu, ngượng chết." Nhạc sĩ động viên: "Chị đã thử đâu mà biết, cố thử một lần xem thế nào đã." "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bác đã dạy thế mà lị. Nào bây giờ tôi hát trước nhá. Chị hát, chị nhắc lại này." Anh ta ôm cây guitar, bấm vài nốt ướm giọng rồi ngẩng lên hát: "Nào nào chị bắt trước tôi. Ôi còn đâu đây, sắc chàm pha màu máu, 2-3 chị bắt trước tôi nhé." Diệu thẹn thùng nho nhỏ ca theo, chẳng ai nghe thấy gì cả. Nhưng Quốc đứng bên cạnh đã vội vàng khen ngay. Mục đích của Quốc rất rõ rệt, gã cần lôi cuốn thanh niên vào đoàn thể. Mà cách lôi cuốn hay nhất là kết nạp con gái trước. Gã bảo Diệu: "Thế mà cứ giấu mãi." Diệu óng nghẹo nói vài câu thoái thác, nhưng Quốc biết rõ cô khoái chí lắm. Quốc an tâm vỗ vai chàng nhạc sĩ và dặn: "Tôi có việc phải chạy đi một chốc, nhờ đồng chí tập hộ cô ấy. Tiếng hát này mà bỏ thì phí quá." Quốc quay sang Diệu: "Chiều nay tôi dở lại, thế nào cô cũng phải hát cho tôi nghe cả bài đấy nhé. Thôi chào các đồng chí, con về cô ạ." Dứt lời, Quốc vội vã chạy ra cổng. Diệu nhìn theo, thấp thoáng sau mấy khóm trúc có bóng người con gái nào đó đang chờ Quốc. Diệu thấy cô ta, níu cánh tay Quốc lôi đi. Buổi chiều lúc Quốc trở lại, Hoàng Mỹ là ca sĩ chính và chàng nhạc sĩ cùng lao ra sân chặn Quốc và than thở: "Nản quá anh ạ, chúng tôi sợ cô ấy không có khả năng." Quốc ngoẻo đầu sang một bên thông cảm: "Các đồng chí cũng hiểu cho, tôi biết thế chứ. Nhưng bước đầu chúng tôi cần có người tham gia, rồi người này lôi kéo người kia. Khi đã đông đủ đó, thì ta mới đánh giá lại năng lực chuyên môn của từng người và bố trí công tác theo năng lực. Các đồng chí cố tập cho cô Diệu hộ tôi, rồi cô ấy sẽ dắt các đồng chí gặp gỡ những anh chị em khác trong xã. Không có cô ấy thì vất vả cho chúng tôi lắm." Quốc vỗ vai chàng nhạc sĩ và nhìn Hoàng Mỹ khẩn khoản. Cả hai gật đầu nhất trí. Quốc vào nhà tìm Diệu. Diệu đang ở dưới bếp sắp bưng mâm cơm lên để cả nhà cùng ăn. Bà Cửu bảo Quốc: "Này, thế tiện bữa cháu lại ăn luôn thể nhá." "Dạ, con cảm ơn cụ, con vội lắm. Con gặp Diệu một tí rồi con lại phải đi ngay ạ." Quốc đi thẳng xuống bếp và ngạc nhiên thấy Diệu hôm nay hoàn toàn đổi khác. Cùng sinh đẻ ở làng này, Quốc hơn Diệu 4 tuổi. Biết nhau từ bé, hình ảnh Diệu đã nằm sẵn trong trí Quốc là một con bé lọ lem kinh niên. Thế mà hôm nay Diệu lại diện. Quần áo mới, tóc rẽ ngôi kẹp lệch một bên, có thêm chiếc khăn trắng làm duyên ở lọn tóc thả sau lưng. Quốc mỉm cười bảo Diệu:
nòm như là cô Văn Công nào ấy, chứ không phải là cô Diệu Xuân Thành. Khác quá. Diệu sung sướng mắng. Cứ chơi người ta mãi đi. Em mà xấu hổ là em không thèm hát nữa đâu đấy nhỉ. Quốc nghiêm mặt nói nhỏ. Các đồng chí ở ủy ban nhờ tôi nói lại với Diệu việc này. Ngày mai đó, Diệu chịu khó dắt các đồng chí Văn Công lại chơi đằng cô Hợp. Dù cô ấy tham gia, anh Tạo cứ nhắc tôi mãi là phải nhờ Diệu nói giúp cho một tiếng. Thế nào cô Hợp cũng bằng lòng. Bà Kiều ngẩng đầu lên bàn góp. Sao? Cái Hợp nhà bác Hậu ấy à? Nó lười như hổ ấy. Chưa vì tất nó đã vào đâu. Quốc đáp. Thưa vâng ạ, chính vì thế chúng con mới phải nhờ đến cô Diệu. Cô ấy nói hổ một tiếng thì thế nào cũng xong. Diệu không vui tí nào. Cô không muốn có mặt Hợp trong đội văn nghệ xã. Vì đứng bên Hợp, thế nào cô cũng bị lu mờ. Nhưng Quốc đã nài nỉ, chủ tịch Tạo lại có lời yêu cầu khẩn khoản. Diệu đành miễn cưỡng nghe theo. Chỉ một tuần lễ sau ngày Diệu cất tiếng hát đầu tiên để thử giọng, bà Kiều bắt đầu nhận ra những sinh hoạt hàng ngày trong gia đình bà đang dần giả đổi khác. Đã đành rằng khi Toán Văn Công mới đến, bà cũng vui lắm. Ừ, đời người mấy thủa, có tiếng đàn tiếng hát bên cạnh, người ra người vào tấp nập, trẻ con hàng xóm bu quanh. Bà ngồi nhai dầu bỏm bẻm, ngắm cảnh náo nhiệt trước mặt, lòng già cũng lâng lâng hồi xuân theo. Nhưng rồi mọi công việc nhà bị bỏ bê hết. Lợn ăn không đúng bữa, luống cải đang xanh tươi chỉ một hai ngày thiếu nước bỗng vàng úa ra. Thậm chí có hôm đàn gà sắp lên chuồng, lóng ngóng đứng đợi sau bếp, Diệu vẫn chưa về để đóng cửa, nấu cám, chuẩn bị cho ngày lao động kế tiếp. Mà có phải hôm nào Diệu cũng tập hát tại nhà đâu. Thỉnh thoảng cô phải dẫn Toán Văn Công đi khắp xóm, gần nửa đêm mới mò về. Rồi ngay cả những đêm trăng tại nhà, khi bà đã lên giường nằm thao thức mấy tiếng đồng hồ rồi, vẫn thấy bóng Diệu thấp thoáng kề vai anh chàng nhạc sĩ ngoài vườn sau. Một hôm bà sốt ruột quá, bà ướm hỏi. Này, thế bao giờ thì các anh các chị mới về tỉnh? Ông nhạc sĩ đáp. Thưa, chúng con còn ở đây lâu mẹ. Chúng con ở kỳ cho đến lúc mà xã ta thành lập xong đội văn nghệ chúng con mới đi. Bà Cửu thở dài hỏi tiếp. Thế thì văn nghệ xã đến đâu rồi? Được bao nhiêu người? Cô Diệu đáp. Mới có 6 đứa. Con này, cái Mận, anh Lý, anh Nhâm, cái Thắm và chị Hương. Bà Cửu hỏi. Định lấy mấy người tất cả? Diệu đáp. Độ 10 người. Bà Cửu nói một mình. Thế thì biết đến kiếp nào mới xong. Người ta vào thì đã vào rồi, chả phải mời với mọc. Những khi chỉ có hai mẹ con bên nhau, dĩ nhiên là rất hiếm, vì cả bọn đóng chốt ngay tại nhà bà. Bà Cửu khổ sở than với con gái. Tao nói thật nhé, hát với sướng thì chẳng qua chỉ là cái quân vô loài như người ta nói thôi. Mày tham gia với họ để gọi là góp mặt, chứ béo bở gì mà cứ lăn lóc đàn uống cả ngày, bỏ công ăn việc làm đấy. Diệu cãi. Ừ, con có bỏ việc đâu, mẹ đừng có lo lắng quá. Chính Diệu lúc này đang rất bực mình mẹ mình vì mặt bà cứ hầm hầm mỗi khi nói chuyện với đám nghệ sĩ, khiến Diệu phải ngượng với họ. Cho nên nhân dịp bà gợi chuyện, Diệu nhắc. Mẹ à, người ta có ăn đời ở kiếp với mình mãi đâu. Chẳng qua già lắm là độ một tháng nữa là họ đi rồi. Họ còn ở đây ngày nào thì mẹ nên vui vẻ với người ta một tí. Kẻo người ta nghĩ là mẹ muốn đuổi người ta đi. Bà Kiều tức quất lên. Bà chưa chửi chúng nó là may cho chúng nó lắm rồi, ai dè Diệu lại dám trách bà. Bà nói to. Tao ơi, tao muốn đuổi thật đấy chứ. Ở nhà tao đàn đúm, tao nuôi cho ăn no rừng mỡ, chứ được cái tích sự gì. Diệu cãi. Hay, thì trước giờ mẹ vẫn là mẹ chiến sĩ cơ mà, là cơ sở cách mạng, chứ không phải tự dưng người ta vác xác lên nhờ mẹ đâu. Bà Cửu nhấn mạnh. Tao nuôi thì tao không nề gì cả, miếng ăn tao không có tiếc, nhưng tao nuôi là tao nuôi cán bộ, để mà cán bộ phục vụ cho dân cho xã, chứ không phải là cơm thừa mà nuôi một cái lũ đú đởn dai gái, mày hiểu chưa? Diệu cúi đầu lặng lẽ bỏ đi chỗ khác. Cô thấy mẹ cô đau xót lắm, và chắc chắn là mẹ cô đã biết chuyện lén lút của cô với chàng nhạc sĩ. Còn phần bà Cửu, giận con thì nói cho hả cơn tức, chứ bà biết con không nghe lời bà. Bà hiểu rõ rằng ở trên đời này chẳng có lời khuyên nào nên đem ra nói với người đang yêu. Đàn bà khi yêu, họ luôn luôn cho họ đúng, dù thực tế mối tình ấy có sai quấy đến mấy. Và dù cha mẹ anh em có mỏi mồm khuyên nhủ cũng thế mà thôi. Bà thu mình ăn ngủ lặng lẽ, chờ mong ngày bốn người lạ mặt kia khăn gói ra đi, trả lại đứa con gái hiền lành cho bà. Sang tháng thứ hai,
Quốc chuẩn bị buổi tổng dợt cho văn nghệ xã lúc này đã lên tới hơn 10 người để sẵn sàng động viên quần chúng bắt tay vào mùa gặt sắp tới. Vũ Tiến, chủ tịch Tạo, Nhiễu và một số ủy viên khác cùng đến dự để đánh giá trình độ. Hai lần Diệu đến mời họp, nàng vẫn từ chối. Vũ Tiến và chủ tịch Tạo căm lắm. Chỉ riêng Nhiễu vì có vợ rồi nên ít quan tâm. Tạo đang nắm trong tay tất cả thư từ của Thụ viết về cho hợp. Gã thấy cần phải sắp đặt âm mưu ngăn cản cuộc tình này trước khi Thụ mãn khóa trở về. Xem văn công xong, Tạo rủ Vũ Tín lên gặp Quảng. Buổi chiều hôm ấy, gần đến giờ tan sở thì Tín và Tạo cũng vừa đạp xe đến trước cửa trụ sở huyện. Chủ tịch Quảng đang đứng trước sân trường mẫu giáo, vỗ tay bắt nhịp dạy đám trẻ hát theo mấy câu vè. Quảng đang hồ hởi vui chơi với lũ con nít, bỗng thoáng nhìn thấy phía bên kia đường, một người đàn ông đội nón vải lụp sụp đi tới đi lui, thỉnh thoảng liếc mắt đưa hiệu tỏ ý muốn gặp Quảng. Bên cạnh anh ta là một cái nền nhà vừa đắp và đống vật liệu xây cất nằm ngổn ngang, len ra cả lối đi. Quảng vội bảo cô giáo phụ trách: "Thôi, cô cho các cháu tập hát nhé, tôi phải đi đây." Tức thì cô giáo bảo lũ trẻ: "Này, tất cả khoanh tay lại, nói theo cô. Chúng con kính chào ông chủ tịch." Hơn 50 cái miệng nhỏ bé cùng cất lên lời từ giã vị chủ tịch khả kính của huyện Vĩnh Phúc. Quảng hài lòng: "Ừ, các em ngoan nhé." Và gã tất tả băng qua đường. Quảng vừa tới gần, người đàn ông nói ngay, giọng run run, vừa đủ để chỉ mình Quảng nghe: "Chuyến hàng không khéo lộ mất, có đứa nó thấy." Quảng giật mình tái mặt. Tuy thế, gã vẫn nhìn thẳng. Nếu có ai đi ngang qua, sẽ tưởng là Quảng cùng gã đàn ông đang bàn bạc về ngôi nhà xây dở. Quảng gay gắt hỏi: "Tại sao lại như thế? Tôi đã dặn đi dặn lại là phải cẩn thận cơ mà." Người đàn ông đáp: "Trình anh, chúng tôi đã hết sức cảnh giác, kiểm tra dọc khúc sông, không thấy một bóng người, mới đẩy thuyền lại đám sậy kéo gỗ ra. Thế mà đang lay hoay kéo thì không ngờ có một chiếc thuyền con nó xông đến. Chẳng biết nó chui ở cái hang hốc nào ra. Nó ghé lại thuyền chúng tôi. Thằng ngồi trên thuyền hỏi: "Bác nào có máy lửa cho em đốt nhờ điếu thuốc?" Tôi vội quăng cho nó hộp diêm. Nó cám ơn rồi nó trèo đi." Quảng nghiến răng tức giận: "Các cậu làm ăn chẳng ra cái đích gì. Có một chuyện còn con như thế mà cũng không lọt." Người đàn ông cúi mặt đứng im. Quảng lại hỏi: "Thế cái thuyền con ấy chỉ có một đứa hay mấy đứa?" Người đàn ông đáp: Thưa chỉ có một thằng thôi ạ." Quảng gắt: "Chỉ có một thằng mà các cậu để cho nó đi thoát à? Không biết vận dụng sáng tạo gì cả. Gặp tình huống đột xuất phải nghĩ ra cách xử trí chứ. Có một thằng thì chỉ việc dìm cổ nó xuống sông, bất quá người ta tưởng là nó chết đuối là xong chứ gì. Để nó đi thoát, chuyện bé xé ra to, biết thế nào mà lường." Người đàn ông im lặng nhận lỗi. Quảng hỏi: "Thế tiền bạc xong cả chưa?" Người kia đáp: "Thưa đã, tôi vừa đưa cho cô Tình, tối nay xin anh ghé cô ấy mà lấy." Quảng gật đầu quay về trụ sở huyện. Vũ Tín và Tạo đang ngồi chờ trên chiếc ghế dài kê sát tường văn phòng hành chính. Thấy bóng Quảng phía cửa hông, tiến thẳng vào phòng riêng, vội đưa mắt làm hiệu cho cô thư ký. Cô ta đứng lên, lại sát cửa nói vào: "Có hai đồng chí dưới thôn Xuân Thành muốn gặp." Vũ Tín và Tạo rất ngạc nhiên về lối nói cọc lốc của cô thư ký đối với chủ tịch Quảng. Họ đâu có hiểu rằng kể từ cái đêm khám phá ra Quảng rúc vào váy con mẹ Tình thì cô thư ký đã chán ngán lắm rồi. Ngồi làm việc ở đây cho nhàn thân để khỏi đi cuốc đất thôi, chứ hy vọng làm vợ Quảng như lời Quảng hứa hẹn thì đã hoàn toàn tiêu tan. Nói xong, cô trở ra ngồi xuống ghế. Tiếng Quảng từ trong phòng vọng ra: "Mời các đồng chí vào đi." Vũ Tín và Tạo cùng đứng lên một lượt. Quảng đã tươi cười ra đón ngay từ cửa. Tính gã vẫn niềm nở như thế. Và Quảng nói ngay: "Giới ấy lúc này vui phải biết. Văn công tỉnh rồi văn nghệ xã. Thế liệu chỉ tiêu lương thực năm nay có đạt được không?" Vũ Tín xoa tay cười: "Lúa tốt lắm anh ạ. Sang tháng sau là phải huy động người đi gặt rồi. Thế nào cũng đạt được kế hoạch huyện giao." Quảng kéo ghế ngồi, Vũ Tín và Tạo ngồi đối diện Quảng. Trên bàn giấy trước mặt
ngổn ngang sách báo, thuốc lá và nước trà. Quảng nói tiếp ý của Vũ Tím. Ừ, đừng có để như năm ngoái, không tranh thủ gặp thì lúa rụng hết. Vũ Tín nói, báo cáo anh lên để thưa với anh một ít việc dưới xã. Gã lật cuốn sổ tay, cúi xuống nhìn thoáng và ngẩng lên ngay. Thứ nhất là chuyện của Quốc. Quốc thì anh biết, bí thư chi đoàn thanh niên. Cậu ta yêu cô Nhi và hai người muốn xây dựng với nhau. Cậu ta định nhờ ủy ban hiệp đồng với đoàn thanh niên đứng ra tổ chức lễ tuyên bố. Chủ tịch Quảng ngắt lời. Thế thì tốt, ta đang hô hào cưới xin theo đời sống mới mà lại. Vũ Tín giơ tay ngăn lại. Nhưng Trình anh là có vài trở ngại, thành ra phải lên xin ý kiến của anh. Chả là cái cô Nhi này đã có chồng rồi. Thằng Thịnh anh biết chứ, thằng Thịnh con lão Suy đấy. Trước đi lính cho Tây, đóng cai ở đồn Kim Lũ. Mặt Quảng ngơ ngơ, cố nhớ ra xem cha con lão Thịnh Suy này là ai. Nhưng gã nhớ không nổi, bởi vì thực sự gã có biết gia đình này bao giờ đâu mà nhớ. Quảng nhăn mặt hỏi. Hãng gượng, mình hỏi cái này đã. Thế vấn đề chính là hiện nay thằng Thịnh gì đấy, chồng của cô Nhi, còn sống hay là đã chết? Và nếu còn sống thì nó đang ở đâu? Vũ Tín toan trả lời thì Tạo đã nhanh mồm cướp lời. Còn sống mới nói chứ anh, nó còn sống lù lù và ở ngay tại Xuân Thành mới chết chứ lị. Quảng lắc đầu. Thế là thế nào? Cậu Quốc định lấy vợ người khác ư? Sao lại có chuyện lạ như thế được? Đầu đuôi thế nào các cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Vũ Tín giảng. Tóm tắt để anh nắm. Cô Nhi vợ anh chàng Thịnh, bây giờ phải lòng Quốc và muốn lấy Quốc. Quốc cũng muốn cưới chị ta. Hai người nhờ chúng ta đứng ra tổ chức lễ tuyên bố cho họ. Đấy, đầu đuôi nó như thế đấy. Xin anh cho ý kiến. Quảng im lặng lắc đầu. Thực ra gã là dân trong nghề, gã rất thông cảm những người đàn bà bỏ chồng để đi theo tiếng gọi của con tim. Nhưng với cương vị chính quyền, gã không thể công khai tán thành việc này được. Gã bảo hai đàn em. Thế thì căng quá nhỉ. Ta là chính quyền, ta chăm lo đời sống cho nhân dân, nhưng vấn đề tình cảm thì ta đâu có thể quản lý được. Việc này không giản đơn đâu các đồng chí ạ. Phải dự kiến trước phản ứng của quần chúng. Nếu ta không khéo sẽ gây hoang mang và để kẻ địch nhân đấy lợi dụng, xuyên tạc chính sách và nói xấu cán bộ. Đành rằng là tự do kết hôn, nhưng là với người chưa vợ chưa chồng kia. Cái cô Nhi này đã có chồng, mà chồng lại sống lù lù ngay ở bên cạnh, đòi bỏ để lấy người khác thế nào được. Tạo cãi. Nhưng thế này anh ạ, cô ấy đã bỏ về nhà cha mẹ cả năm nay rồi. Lúc đầu thì thằng Thịnh đến gọi cô ấy về, cô ta không về. Giờ cũng thôi, nghe nói lúc sau này thằng Thịnh cũng mèo chuột với người khác. Anh em chúng tôi ở dưới xã đã bàn với nhau, nếu lo được cho Quốc thì nên lo. Anh còn lạ gì Quốc? Xuân Thành mà không có cậu ta thì cứ kể như là mất một nửa lực lượng. Phong trào dưới ấy đang được đẩy mạnh, một tay Quốc lo cả. Để cậu ta thất vọng thì thế nào cũng ảnh hưởng đến công tác. Quảng cao mày nghĩ ngợi. Vũ Tín lại đốc thêm. Kể từ ngày nhà nước hô hào tổ chức đời sống mới á, thì hôn quan tang tế bỏ hết các lễ nghi tránh lãng phí. Thì Trình Anh là Xuân Thành chúng tôi chưa có dịp nào làm thử. Trong dân trong xã thì người ta vẫn cứ quen lệ cũ. Đám cưới thì vẫn đủ các giai đoạn, nào là dạm hỏi đưa dâu rước dâu lung tung cả. Chúng tôi định là nếu thu xếp được cho Quốc thì ta nên làm, để quần chúng bắt chước được và học tập theo. Quảng trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi. Cái lý lịch của thằng Thịnh thế nào, các cậu có nắm vững không? Đại khái nếu lý lịch nó càng xấu thì càng lợi cho ta. Tạo tươi nét mặt hớn hở đáp. Đấy mới là một việc thôi. Xin báo cáo anh thêm một việc nữa. Gã ngừng lại, ngước mắt nhìn Quảng cười thành tiếng. Lại cũng chuyện tình cảm nữa đấy anh ạ. Quảng pha trò. Tình ở đâu mà lắm thế? Vũ Tín suýt xoa. Vâng, lắm quá anh ạ. Chỉ có anh ấy là khô khan thôi. Suốt đời phục vụ chả biết ái tình là gì cả. Quảng chớp mắt, cúi xuống đốt điếu thuốc để che giấu sự ngượng ngập. Tạo nói. Hôm nọ tôi có báo cáo với anh về quan hệ tình cảm giữa đồng chí Thụ và cô Hợp, con gái lão địa chủ Nguyễn Bá Hậu. Anh cũng đã cho ý kiến, nhưng hôm nay anh vội.
Hôm ấy anh vội, thành ra tôi cũng chưa có dám trình bày nhiều. Thì hôm nay để đồng chí Tín thưa lại với anh câu chuyện ấy, rồi xin anh cho chỉ thị luôn thế. Quảng giật mình, ngồi thừ người suy nghĩ. Điếu thuốc trên tay run run cháy, tàn thuốc dài đến gần một đốt ngón tay mà gã quên, chưa đưa lên miệng hít. Quảng đang muốn quên câu chuyện ấy thì hai đàn em lại cứ nhắc nhở. Ngày mãn khóa của Thụ gần kề khiến Quảng nhớ lại và phải áy náy tự hỏi. Không biết khi Thụ trở lại gần gũi Hợp, Hợp có yếu lòng phun ra việc bỉ ổi của Quảng hay không? Quảng ngồi im, không nói gì. Vũ Tín nhìn gã đăm đăm chờ đợi, rồi bảo dạn thưa. Cứ ý tôi và thông qua ý kiến của anh em dưới Xuân Thành, thì quan hệ của đồng chí Thụ với cô Hợp, đứng về mặt quan điểm, cũng có thể tạm chấp nhận được. Nhưng ở giai đoạn này, một đảng viên nên cảnh giác, hy sinh tình cảm cá nhân mới phải. Vũ Tín dừng lại nhìn Quảng xem phản ứng, và gã đã biết. Lần trước khi Tạo lên báo cáo, Quảng không phản đối. Mà khi Quảng đã không phản đối, thì chẳng lẽ đảng ủy Xuân Thành lại đơn phương ra nghị quyết cấm Thụ yêu Hợp? Điều đó có thể mích lòng thượng cấp. Về phần Quảng, gã đang rất băn khoăn và muốn tìm một giải pháp ổn thỏa cho Thụ và Hợp. Cho hai đứa lấy nhau thì may ra Hợp có thể nguôi ngoai chuyện cũ, không tố cáo Quảng. Nhưng điều này lại làm mất lòng đảng ủy Xuân Thành. Còn nếu mạnh tay cấm đoán hay chia rẽ chúng thì chắc chắn Hợp sẽ uất ức và nói cho Thụ biết âm mưu của Quảng. Đổi Thụ đi xa lúc này cũng không nên, vì Hợp sẽ hiểu rõ thâm ý của Quảng. Tìm cách bỏ tù Hợp thì cũng thế thôi. Không lẽ giết Hợp để thủ tiêu hẳn câu chuyện bí mật kia? Phương án này chưa cần thiết, là vì dù sao cũng là hạ kế rất nguy hiểm. Cả ba người cùng im lặng. Một lúc sau Quảng quay lại bảo Vũ Tín. Cứ nói đi, cậu cứ nói đi mình nghe đấy. Cứ nói hết ý của các cậu đi đã, rồi ta cùng thảo luận. Vũ Tín tiếp. Thưa anh, đành rằng người ta có thể phấn đấu để trở thành người tốt được, nhưng phải có thời gian. Cha mẹ cô ta còn đang cải tạo, chưa biết có chịu phấn đấu để thay đổi thành phần hay không. Anh ruột thì theo Diệm vào Nam làm lính đánh thuê, còn bản thân cô ta thì cũng chưa tham gia gì ở địa phương. Đồng chí Thụ cưới cô ta thì tôi sợ gây tiếng xấu cho tổ chức. Giọng Vũ Tín đều đều, không gay gắt lắm. Lúc ở nhà họp bàn với Tạo, Tín rất hung hăng chửi rủa Thụ và Hợp. Nhưng lúc này, vì biết rõ Quảng không có ý ngăn cản chuyện tình ấy, Tín cũng đành khôn khéo lựa lời mềm mỏng để khỏi phật ý đàn anh. Quảng cố giễu một câu. Lúc nãy các cậu thuyết phục tôi xây dựng cho một đoàn viên, bây giờ các cậu lại thuyết phục tôi ngăn cản của một đảng viên. Thế thì phức tạp quá nhỉ. Tạo hăng lên. Hai trường hợp khác nhau xa lắm chứ anh. Cô Nhi ạ, tiếng thế nhưng là người tốt, xuất thân từ gia đình lao động. Mấy năm nay cô ta lại công tác tốt, hai lần được biểu dương là cá nhân xuất sắc. Quốc nó đang định giới thiệu cô ta vào đoàn. Còn ngược lại, cái cô Hợp thì từ gia đình đến bản thân đều xấu cả. Quảng đặt vấn đề. Bây giờ mình hỏi cái này, giả sử đồng chí Thụ và cô Hợp lấy nhau thì tổ chức sẽ bị mang tiếng thế nào? Người ta sẽ nói xấu đảng điều gì nào? Vũ Tín đáp nhanh. Nhiều lắm anh ạ, anh còn lạ gì miệng thế gian. Tạo cướp lời. Nhất là cái ổ phản động nó nằm ngay ở xóm giáo. Chưa gì mà tôi đã nghe có đứa bảo là lấy nhà rồi lấy luôn cả người. Ám chỉ đồng chí Thụ tiếp quản nhà cô ta, rồi lại đòi lấy cô ta luôn. Có đứa còn xấu mồm nói rằng bắt cha mẹ đi cải tạo để ở nhà lấy con gái. Đấy anh xem, quần chúng nó thế đấy. Ta lãnh đạo nhân dân, quản lý nhân dân, nhưng thực ra là làm dâu trăm họ. Những điều Vũ Tín và Tạo vừa phun ra thực tình chỉ là bịa đặt mà thôi. Bởi vì quan hệ giữa Thụ và Hợp, dân làng chưa ai biết, ngoại trừ mấy thằng đảng viên với nhau, vì Tạo nắm được thư của Thụ viết vậy. Vũ Tín với cương vị bí thư xã, đứng đầu một đảng ủy, gã có trách nhiệm ngăn trở chuyện tình này vì lập trường giai cấp. Còn riêng Tạo, gã phản đối vì lòng ganh ghét và nhất là bực bội vì mới đây mời Hợp vào văn nghệ xã mà nàng không chịu. Chỉ có Nhiễu là hoàn toàn không có ý kiến, vì Nhiễu đã có vợ, và lại Nhiễu còn nhiều tính toán riêng tư
quan trọng hơn cả những chuyện lẩm cẩm này. Quảng đưa tay xoa cằm, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Kể ra thì cũng hơi sớm, anh chàng phụ này hấp tấp thật. Chuyện đấu tố địa chủ mới chấm dứt cách đây 3 năm, người ta vẫn còn đang bàn tán." Vũ Tín chen vào: "Chúng tôi định báo cáo anh trước, rồi sẽ họp đảng ủy. Một mặt thì phê bình giúp đỡ đồng chí ấy, một mặt giải thích cho đồng chí ấy biết cái hại của quan hệ tình cảm sai trái mà đồng chí đang vướng phải. Kẻ thù ta lúc nào cũng rình rập để tìm cách làm mất uy tín cán bộ đảng viên. Mà nói cho cùng ấy, thì cũng chả có cái gì để mất uy tín cho bằng cái chuyện giai gái lăng nhăng." Quảng cúi gầm mặt xuống, Tạo bàn thêm: "Tôi thấy phương án ấy cũng chưa hay bằng phương án này, thưa anh. Tôi đề nghị anh cho Thụ thuyên chuyển đi nơi khác. Xin anh cứ nói thẳng với tỉnh là Thụ học xong khóa lý luận thì tỉnh bố trí ngay đồng chí đi chỗ khác. Xa mặt cách lòng, chỉ vài tháng là cậu ta sẽ quên ngay." Quảng vẫn im lặng. Hai đàn em tưởng Quảng đã nhất trí, hoan hỉ toan đứng dậy. Từ Giã thì bỗng Quảng nói: "Các đồng chí thư thư cho mình vài hôm để mình nghĩ lại cho thật kỹ đã. Có lẽ cũng cần phải hội ý các đồng chí huyện ủy viên xem có cách nào hay hơn không. Trước mắt là việc của quốc, hai cậu về dưới ấy tiến hành ngay đi. Xong việc đó, ta tính đến việc của đồng chí Thụ cũng chưa muộn." Cả hai cùng gật đầu, tuy trong lòng hơi thất vọng. Quảng tiễn chân đàn em ra tận cửa. Vũ Tín ngồi ghếch lên xe đạp, tươi cười bảo Quảng: "Tuần tới thì mời anh xuống xem văn nghệ, nhân tiện xin anh cho mấy lời động viên." Quảng đứng nhìn theo hai đàn em gò người đạp xe đi trong bóng đêm. Trong nhà, người cần vụ vừa thắp ngọn đèn lớn và dọn mâm cơm tư sản cho Quảng vào sơi. Nhưng Quảng buồn bã ngồi lại ngoài hiên, nét mặt ưu tư lo lắng. Gã vẫn chưa tìm được giải pháp nào ổn thỏa cho Thụ và Hợp. Quảng muốn chiều ý đàn em trong đảng ủy Xuân Thành, nhưng nếu cấm đoán Thụ thì sợ Hợp đâm ra liều lĩnh tố cáo chuyện hãm hiếp của gã. Chỉ một tuần lễ sau, Xuân Thành bắt đầu vang lên những lời sầm sì. Kể từ ngày tờ bố cáo ly hôn của Nhi được dán ở trụ sở ủy ban hành chánh, một người, hai người, rồi tất cả mọi người biết chữ trong làng đều kéo đến tranh nhau đọc. Và chỉ một, hai ngày thôi, tất cả 7 thôn trong xã đều đem câu chuyện cô Nhi bỏ chồng ra làm đề tài đàm tiếu. Sôi nổi nhất là xóm giáo. Các bà gặp nhau ở chợ, mỗi tuần 2 phiên vào thứ 3 và thứ 7. Các xã viên làm việc ngoài đồng, những người đi làm thủy lợi và thậm chí cả các em ở trường tiểu học đều không ngớt tò mò bàn tán. Ở làng này, vào thời này, tình nghĩa vợ chồng còn gắn bó, nghiêm nhặt lắm. Chuyện gái trai dù là độc thân cũng ít khi xảy ra công khai. Một người đàn bà quá mụa giã từ nếp sống thủ tiết để tái giã cũng đã là hiếm rồi, huống chi đang có chồng mà dám ngang nhiên ly dị để lấy chồng khác. Cách đây 1 năm, khi Nhi dọn về ở chung với cha mẹ ruột, thiên hạ đã nói ra nói vào đến mấy tháng, nghe rát cả tai. Rồi khi Nhi hăng hái tham gia những sinh hoạt trong thôn trong xã, ngày ngày chung đụng với đám thanh niên nam nữ, thiên hạ lại lời ra tiếng vào một chập nữa. Đến bây giờ, cô chính thức bỏ chồng để chuẩn bị bước thêm một chặng đường tình cảm mới. Thì thực ra người ta cũng đã dự đoán từ trước rồi, thế mà khi đọc bản bố cáo vẫn có người làm ầm ĩ lên: "Tôi bảo rồi, có sai đâu. Cái thứ nom cái mặt đủ biết rồi. Cái đồ mặt trơ chăn bóng." Các bà bảo nhau như thế. Có người phê bình thêm: "Ấy thì đời sống mới nó thế mà. Đấy cái rượu nhà bà Kiểu đấy, nay mai không phát cái bụng tướng thì các bà cứ chặt đầu tôi đi. Khôn 3 năm thì dại 1 giờ Những lời đàm tiếu đa số là cay độc ấy đều đến tai Nhi cả. Cô cắn răng chịu đựng. Bước ra đường một tí là thiên hạ đổ xô lại nhìn soi mói, làm như cô là người lạ mới ở đâu dọn về. Quốc an ủi không đủ, đoàn thanh niên phải hợp lực với quốc mà giải thích trấn an, Nhi mới dám bình thản tham gia lao động như cũ. Nhưng cái điều mà dân làng chờ đợi nhất là sự xuất hiện của Thịnh, chồng Nhi. Mà họ tin rằng anh không thể gục mặt chịu nhục như thế được, người ta xúi anh. Đến lôi cổ nó về, dần cho một trận chứ lại để như thế à? Người khác lại đốc: "Đến xứ nhỉ, vợ chồng ăn ở với nhau 1 ngày cũng là nghĩa.
huống hồ chỉ là 7-8 năm. Phải tay tôi thì cứ gọi là gọt đầu bôi vôi. Người ta khích bác nói ra nói vào và cứ thấp thỏm mong đợi Thịnh sẽ làm một cú ngoạn mục để cả làng giải trí. Nhưng lạ quá, Thịnh vẫn im. Chính mắt anh đã đọc được bản bố cáo dán ở ủy ban hành chính, và chính anh đã nghe nói vợ anh sắp lấy thằng Quốc. Thế mà anh chẳng có phản ứng gì cả. Có người lúc đầu thúc anh: "Oánh bỏ mẹ thằng Quốc đi chứ, bắt vợ về trói vào chân giường nện cho nó chưa." Rồi chờ mãi chẳng thấy anh hành động, họ đâm bực. Gặp anh họ nói xa: "Con dai mà giáp như thế thì xách dép cho nó." Nhưng cũng có người tỏ ra chín chắn, suy đoán xa hơn: "Này, thằng Thịnh nó chẳng vừa đâu. Cứ xem cái lão suy bố nó ngày trước thì biết. Con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Tôi thì tôi án chừng cu cậu chờ đến hôm đám cưới mới ra tay. Này các ông các bà cứ nhớ lời tôi nhé." Giả thuyết này được đa số dân làng cho là hợp lý, và họ an tâm đợi ngày cưới của Nhi và Quốc. Một tháng sau, khi Nhi và Quốc làm đám cưới thật, khách được mời không có bao nhiêu, ngoại trừ đại diện chính quyền, đoàn viên thanh niên và văn nghệ xã. Nhưng người hiếu kỳ đến xem thì đông đảo chưa từng thấy, đứng chật sân trường tiểu học như một cuộc meeting. Người ta đến để xem đám cưới đời sống mới nó như thế nào, và nhất là để xem anh chàng Thịnh mất vợ sẽ phản ứng ra sao. Nói chung thì họ vẫn tin rằng Thịnh sẽ xuất hiện vào phút chót, và họ kỳ vọng một cuộc ẩu đả sẽ diễn ra để coi chơi. Ngọn đèn măng sông treo lơ lửng ở trần nhà, gian giữa của ngôi trường ba gian. Từng đàn mối bay vèo vèo quanh điểm sáng, rớt lả tả trên những cái ly, những đĩa kẹo và thuốc lá bày biện gọn ghẽ trên hai dãy bàn dài. Vũ Tín, Tạo, Nhiễu và cả chú rể Quốc đều ăn mặc giống nhau: áo sơ mi trắng, quần xanh, giày vải bộ đội. Mặt mũi ai cũng loang loáng mồ hôi. Nhi mặc áo dài màu hồng, ngồi nghiêm trang mặt cúi xuống, vì cô biết hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Đầu óc Nhi lúc này hỗn độn lắm. Cô nhớ lại 7 năm về trước, lần đầu tiên lấy chồng, những thẹn thùng e ấp buổi đầu ở bên Thịnh, rồi những yêu thương, giận hờn và chán ngán, đủ thứ để nhớ, làm mặt cô buồn thiu. Ở đầu bàn sát cửa ra vào, hai gã công an ngồi bóc kẹo nhai rồn rột, nhưng tay vẫn lăm le khẩu súng dài và mắt láo liên nhìn quanh quan sát. Một ông lão từ ngoài sân lách đám đông đi vào, chiếc áo thề vắt trên cánh tay, bước lên thềm, ông mới đứng lại mặc áo vào. Quốc chạy ra đón: "Bố, bố vào đây, con đợi mãi." Khi ông cụ đã an vị, Quốc mới ghé tai Tạo thì thầm: Anh bắt đầu đi cả muộn." Lập tức Tạo đứng dậy, hắng giọng vỗ hai bàn tay vào nhau mấy tiếng làm hiệu cho người ta im lặng, rồi gã nói: "Thưa các ông các bà, các anh chị em, hôm nay thanh niên xã Xuân Thành tổ chức đám cưới cho chú rể Quốc và cô dâu Nhi." Tạo nói khá dài, dứt lời thêm dăm ba người nữa phát biểu. Đại khái đám cưới đời sống mới nó như thế, rượu thịt thì rất ít nhưng diễn văn thì rất nhiều, và đặc biệt hơn nữa là nội dung diễn văn rất giống nhau. Người ta không cần cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, mà chỉ cần chúc cho hai người lao động tốt. Đám đông ở ngoài sân sốt ruột chờ đợi, vẫn không thấy có gì xảy ra. Bỗng một người đến nói to: "Sao giờ này nó vẫn chưa đến?" "Ai đến?" "Thằng Thịnh chứ còn ai." "Đến làm cái mau gì nữa, chúng nó lấy nhau rồi đấy, có công an canh gác đó kìa, đến làm quái gì nữa cho nó thêm nhục." Sau mẩu đối thoại ngắn ngủi ấy, người ta có vẻ thất vọng. Tưởng thế nào cũng đánh nhau vỡ đầu để coi cho đỡ buồn, hóa ra chẳng có quái gì. Vài người thiếu kiên nhẫn tàn mát ra về. Trong nhà khói thuốc bốc lên nghi ngút, chiếc đèn măng sông cứ hơn 15 phút lại phải hạ xuống bơm thêm cho sáng. Và mỗi lần hạ xuống như thế, thực khách đều lợi dụng bóng tối, cua vội nắm kẹo, nắm bánh, điếu thuốc nhét vào túi. Tiệc sắp tàn thì bỗng ngoài sân, một người đàn bà rẽ đám đông tiến vào, giọng the thé: "Các ông các bà xê ra cho tôi đi nhờ một tí nào." Mọi người nhìn lại thì hóa ra mẹ ruột của cô dâu. Nhưng lạ quá,
con gái bà ngồi trong kia đang làm lễ cưới, mà sao bà lại ăn mặc lộn xộn như thế này? Quần đen ống cao ống thấp, áo nâu sắn tay, khăn vấn xô lệch như sắp tuột xuống. Bà bước lên thềm, đứng giữa cửa phòng, quay lại đám đông, bất ngờ chu cháo lên. Này, tôi nói trên có các ông, các bà và cả làng nước biết cho. Nó bôi giò chát chấu vào mặt tôi đây này. Tôi dựng vợ gả chồng cho nó, chẳng giàu sang phú quý, lá ngọc cành vàng gì, thì cũng là cái chỗ mà đủ ăn đủ mặc, lại có lễ có nghĩa với nhau. Thế mà bây giờ nó bỏ chồng theo ra đi đánh đĩ. Các ông các bà xem đấy, Nhi ơi là Nhi, sao mày không trách quách đi cho rồi, ta khỏi nhục với làng với nước đây trời ơi. Bà ngồi thụp xuống khóc giống lên. Khán giả chung quanh tuy bất ngờ nhưng hả dạ lắm. Họ cứ yên chí là bên chồng cũ của Nhi sẽ kéo đến phá đám, nào ngờ lại chính là mẹ ruột của Nhi. Thế cũng được, miễn là có màn chửi mắng để thay đổi không khí, bỏ công dân làng kéo đến đợi. Ở trong nhà, cô dâu Nhi tái mét mặt, run lên bần bật. Cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Trời ơi là trời, khổ tôi quá đây này. Vũ Tín và Tạo cùng chạy ra thềm đỡ bà mẹ Nhi vào. Xin bà bớt nóng, xin bà bớt nóng, mời bà vào trong này ạ, mời bà vào trong này. Nhưng bà cứ giãy đành đạch và oang oang chửi. Người ta ức hiếp tôi, xúi giục con cái tôi đấy các ông à. Đám đông ngẩng cổ nhìn, rồi bất chợt một giọng khiêu khích cất lên. Đánh bỏ mẹ nó đi, đánh bỏ mẹ nó con đi, bỏ chồng đi. Một tiếng, rồi hai tiếng, và nhiều giọng nói cũng ùa theo. Cái tâm lý quần chúng bao giờ cũng thế, rất dễ bị lôi cuốn vào cảnh sách động. Riêng lẻ một người chưa chắc đã dám làm, nhưng có số đông bên cạnh, người ta thường đâm ra liều lĩnh. Cái bệnh hùa theo đa số, ai cũng có sẵn trong lòng, chỉ chờ dịp bộc phát. Nhiều người ghét Nhi, muốn đánh cô một trận cho bỏ ghét. Nhiều người ghét chính quyền, muốn nhân dịp này làm một cái gì cho Vũ Tín và Tạo mất mặt. Một cục đá từ ngoài bay vụt vào, chiếc đèn mang sông bể tung kính vỡ toang. Cả phòng chìm trong bóng tối, tiếng người la oai oái. Hai đồng chí công an đang nhai kẹo ngồm ngoàm vụt đứng dậy quát lớn: phản động, phá hoại, bắt được đứa nào xử lý tại chỗ. Một loạt đạn bắn chỉ thiên, người ta ùa chạy như ong vỡ tổ. Trong phòng cưới chỉ còn lại toàn những người u buồn. Nhi khóc thút thít, bà mẹ vẫn chửi nho nhỏ. Nhưng buồn nhất là Diệu. Cô chưa kịp biểu diễn văn nghệ thì đám cưới bế mạc. Vài que diêm lóe lên rồi lại tắt. Lâu lắm Tạo mới tìm được mẩu đèn cầy thắp lên. Nhi chạy lại giằng tay bà mẹ gắt: mẹ, tự nhiên lại làm toáng lên là như thế nào? Bà mẹ phân trần: tao không chửi mày thì vài câu thì thiên hạ người ta chửi thối đầu tao à. Người ta lại bảo là tao là đem con gái đi gả chồng hai lần, mày còn lạ gì cái miệng thế gian. Thôi, liệu mà thu xếp đem nhau về đi, các em đang chờ ở nhà đấy. Xong cả rồi, về mà ăn. Nhi hỏi: nhưng mà có đánh tiết canh không đấy? Bà mẹ đáp: có, mày dặn cái gì tao làm đủ không thiếu. Nhi hài lòng nói: vâng, thế thì tốt, không có tiết canh cho ông Tạo thì phiền lắm. Hai mẹ con nhìn nhau tươi cười rồi dắt tay nhau ra về. Ngày tháng trôi nhanh, Tạo và Nhiễu cứ yên chí thể nào thủ cũng về kịp mùa gặt. Nhưng không ngờ khóa chính trị lại kéo dài thêm 2 tháng, vì nhà trường đẩy học viên đi lao động 45 ngày, đáp lại khúc đê lở chuẩn bị cho mùa nước lớn năm nay. Ở Xuân Thành, Nhiễu tình cờ khám phá ra việc chủ tịch Tạo giấu thư của Thụ. Nhờ một buổi tối Nhiễu nán lại trụ sở làm việc khuya. Đêm ấy Nhiễu lay hoay tìm tờ giấy làm đóm thuốc lào. Lúc cúi xuống thùng rác ngay bên cạnh bàn Tạo thì lượm được một mảnh phong bì bị xé làm tư, nhưng cái tên người nhận Nguyễn Thị Hợp thì còn nguyên. Tò mò, Nhiễu bới tung thùng rác tìm những mảnh giấy rách ghép lại, và có được gần một nửa bức thư của Thụ viết về cho Hợp. Chuyện tình của Thụ và Hợp dĩ nhiên Nhiễu đã nghe biết từ lâu, nhưng Nhiễu không có ý kiến. Thậm chí có hôm Vũ Tín đem câu chuyện ấy ra hỏi, Nhiễu cũng chỉ nhẹ nhàng bàn góp: quan hệ giữa hai người cũng chưa lấy gì làm gắn bó lắm, hễ ta khéo léo phê bình
thì thế nào đồng chí Thụ cũng nghĩ lại. Và tuyệt nhiên từ đó Nhiễu không bao giờ đả động đến chuyện ấy nữa. Cho đến khi đọc được nửa lá thư của Thụ ở Sọt Rác, Nhiễu mới gợi hỏi Tạo: "Này, hình như cái anh chàng Thụ mãn khóa rồi thì phải. Chắc ông ấy lại kiếm cách nán lại ở chơi trên tỉnh chứ gì?" Tạo buột miệng đáp ngay: "Chưa đâu, 2 tháng nữa kìa, 2 tháng nữa mới mãn khóa." Nhiễu bâng quơ hỏi: "Thế à?" Tạo ú ớ nói làng: "Đang định bàn với cậu là cái cánh mình phải lo tiến hành vụ gặt thôi, vì Thụ nó về không kịp đâu." Nhiễu tỏ vẻ trách nhiệm: "Dù Thụ nó có nhà, mình cũng vẫn phải làm chứ anh. Công tác lương thực làm thế nào mà lơ là được. Việc này là việc chung, chứ có của riêng ai đâu." Riêng Hợp là người lo lắng hơn cả. Quá hạn kỳ không thấy Thụ về, nàng băn khoăn không hiểu Thụ đã đổi đi đâu. Từ hôm Thụ trốn trường về gặp Hợp, hai người vẫn không liên lạc được với nhau thêm lần nào. Thư từ của Thụ gửi về hàng tuần vẫn lặng lẽ lọt vào tay Tạo. Mấy lần Hợp định đón xe khách lên tỉnh tìm Thụ, nhưng phần vì không dám ra trụ sở xin giấy phép đi đường, phần vì sợ Thụ không còn ở trường chính trị nữa, nên Hợp lại đành thôi. Lúa ngoài đồng đã chín quá lứa, Hợp nhờ Bính gặt phụ, rồi hai người thay nhau khuân sang phơi nhờ ở sân nhà bà Phó Kình và xay luôn bên ấy. Bính cũng có 3 xào ruộng như Hợp, nhưng vì là đất bãi, mấy năm gieo mạ đều thất bại. Bây giờ cô xoay sang trồng ngô và đậu nành, thành ra lúc này nhàn rỗi suốt ngày ở bên nhà Hợp. Các mảnh ruộng cá thể đã gặt gần hết, chỉ còn trơ lại những vùng lúa hợp tác là vẫn y nguyên, chưa ai đụng tới. Một hôm, Tạo và Nhiễu ra thăm lúa, lo xót vó. Nhiều nơi lúa chín rụng lả tả, mọc mầm dưới đất, cha chung không ai khóc. Xã viên nhiều người cũng thấy là phí phạm, nhưng ai cũng lẩn tránh việc gặt hái. Tạo kéo Nhiễu ngồi lại dưới gốc cây gạo mọc giữa cánh đồng, bàn tính phương án cứu lúa. Nhiễu tuy làm ra vẻ lo âu nôn nóng, nhưng thực sự người băn khoăn nhất vẫn là Tạo. Tạo cuống quýt như kẻ đến hạn kỳ trả nợ mà chưa xoay ra đồng bạc nào. Mà kể ra thì đúng như thế thật, thu mua lương thực là trách nhiệm trực tiếp của chủ tịch Tạo. Xã là người trách nhiệm, Tạo phải thanh toán đầy đủ chỉ tiêu mà gã đã nhận với huyện. Nếu nông dân không chịu gặt thì lấy lúa đâu để chủ tịch Tạo thu mua. Hàng năm cứ khoảng tháng Giêng tháng 2 thì các chủ tịch xã kéo nhau về huyện để bàn thảo kế hoạch lương thực, đồng thời nhận chỉ tiêu cho từng xã. Ở vào thời bình như năm nay, chỉ tiêu không nặng nề lắm. Số thóc quy định cho mỗi địa phương thường dựa trên số lượng thu nhập mà chính địa phương đó báo cáo lên. Những chủ tịch xã khôn ngoan thường kêu ca là đất xã mình xấu, sản lượng thấp, công lao động ít, để xin huyện giảm chỉ tiêu xuống, càng thấp càng tốt. Nhưng lại cũng có những chủ tịch hung hăng muốn chơi trội, lại đòi tăng thêm số thóc huyện đề nghị. Riêng Tạo thì không khôn không dại. Rút kinh nghiệm năm ngoái, Tạo trình bày tình hình Xuân Thành một cách rất trung thực. Xuân Thành chúng tôi chỉ được 1/3 ruộng tốt, còn toàn là đất bãi, xấu lắm. Lấy hơn bù kém, mức thu hoạch bình quân mỗi mẫu là 53 tạ 60 cân. Trừ đi tiêu chuẩn nuôi ăn nhà nước quy định mỗi nhân khẩu 16 cân một tháng, trừ đi số thóc đóng góp quỹ nghĩa thương, quỹ tích lũy, quỹ liên hoan, quỹ phúc lợi, quỹ trả nợ ngân hàng và trả nợ phân, thì nếu tính cho khít khao thì Xuân Thành chúng tôi xin nhận chỉ tiêu thu mua là 900 tấn cho toàn xã. Quảng chủ tọa buổi họp, cầm bút chì tính toán sơ sơ, rồi hỏi ý kiến hội nghị. Mọi người đều trên là thấp quá, nhưng Tạo cười thành thật: "Báo cáo các anh ở đâu thì không biết, chứ Xuân Thành chúng tôi chưa có ai ăn 1.5 lạng gạo. Dân nhà nông sức dài vai rộng, nếu mà cho thả cửa thì mỗi người có thể chén bay cả 1 cân vẫn còn là ít đấy. Ấy thế mà nhà nước quy định chỉ có 16 cân một tháng, như thế cũng là khó khăn cho chúng tôi lắm rồi." Nhiều người, nhiều tiếng nói lập tức nhao nhao lên phản đối: "Dễ chỉ có dạ dày các anh ở Xuân Thành chứa nổi 1 cân 1 ngày, còn chúng tôi đây chê cơm chắc." Quảng can thiệp: "Thôi, trật tự lại.
16 cân một tháng là tiêu chuẩn dành cho nông dân đấy. Còn công nhân viên các ngành khác thì chỉ có 13 cân thôi. Các đồng chí phải nắm vững những quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa hạt gạo và cái phích nước, giữa chén cơm và thức vải, để giải thích cho nhân dân biết. Bây giờ trở lại con số 900 tấn đồng chí Tạo vừa nhận cho Xuân Thành, các đồng chí ai có ý kiến gì không? Cử tọa thấy Quảng không có ý phản đối con số Tạo đưa ra nên tất cả đều đương nhiên nhất trí. Tạo ôm 900 tấn trở về cho dân học tập và chỉ thị chủ nhiệm hợp tác xã, có trách nhiệm trực tiếp đôn đốc người ta gieo trồng và gặt hái. Nhưng hoàn thành nghĩa vụ lương thực do huyện quy định là công việc của chủ tịch xã. Thành ra hôm nay nhìn lúa chín ngoài đồng, Tạo mới là đứa vô cùng lo lắng. Các hộ cá thể gần như đã đập phơi và xay xong, lúa đã vào nằm hết trong cót. Bây giờ phải làm sao để xã viên khẩn trương thu hoạch, bởi nếu để lâu, các hộ cá thể sẽ giấu hoặc tẩu tán hết thóc và Tạo sẽ không thể thu mua cho huyện được. Tạo bảo nhiễu: gấp lắm rồi, không đợi được nữa. Tôi chạy lên huyện, nhờ huyện xin với tỉnh cho cán bộ về gặt lúa giúp ta, giống như năm ngoái thì mới kịp. Nhiễu cầm cái que vạch xuống đất góp ý: khoan anh ạ, năm ngoái đã tỉnh cho ta được 4 ông bưu điện, một toán văn công với mấy chục em học sinh. Huyện cho ta được 3 cô thư ký phòng tài vụ. Tất cả những người ấy nói cho cùng đều là dân ăn trắng mặc trơn, chưa bao giờ biết cầm cái liềm cái hái, lội xuống ruộng mới nom thấy đỉa đã dãy đành đạch lên. Họ về đây tăng viện chỉ để động viên bà con ta thôi, chứ việc gặt hái thật tình chủ yếu vẫn là do bà con mình cả. Ấy thế mà ta vẫn mang tiếng là vay mượn, là nhờ vả. Anh có thấy không? Và lại người ta giúp mình một lần là quá lắm rồi. Chả nhẽ năm nào cũng trông vào lực lượng viện trợ thì chẳng những trên đánh giá xã ta thấp, mà chính ta lại vô tình xúi dân ta lười. Cho nên tôi đề nghị với anh cái này, là năm nay ta làm lấy. Anh Tạo ạ, thanh niên xã cũng đã đông, giao Đức Trực Quốc và Nhi phụ trách, lập toán tự nguyện xung phong đi đầu, vác cờ len lỏi vào từng thôn từng xóm kêu gọi xã viên đi cả. Văn nghệ xã cũng vừa thành lập xong, giao cho cái Rượu kéo anh em ra tận hiện trường vừa gặt vừa ca hát. Anh cho trường sơ cấp nghỉ học một tuần, thầy cô dẫn các em ra đồng, lớn làm việc lớn, bé làm việc bé. Hễ ta tạo được khí thế là đảm bảo với anh, chỉ vài hôm cả nghìn mẫu lúa đều bay hết. Tạo như tỉnh cơn mê, chố mắt nhìn Nhiễu cảm phục. Cậu tính như thế cũng phải, tôi lúc này cuống quá chẳng còn nghĩ được cái gì nữa cả. Vậy thì mai ta bắt đầu ngay nhé. Nhiễu hả hê đáp: ngay tối nay anh ạ. Anh cho gọi cuốc, giao cho thanh niên đi từng nhà thu hết liềm và hái, mang về nộp ở trụ sở. Tạo vỗ trán nói: ừ, cái ấy mà mình cũng quên, thu luôn cả néo nữa chứ. Hễ gặt đến đâu ta đập đến đấy, đập luôn tại chỗ, đến tối thì ta cho người tải thóc về kho. Nhiễu lắc đầu phân trần: không anh ạ, năm ngoái ta làm lối ấy mất mát nhiều quá. Đây nhé, cứ khoảng 3 mẫu ta quây một dàn đập, chỉ tính số cót dùng để quây dàn đập không thôi đã tốn nhiều quá. Nhưng cái hao nhất là lúa vung vãi quanh dàn đập, chỉ tổ lợi cho những đứa đi mót. Anh có lạ gì, có đứa nó còn bảo rằng là cứ cho chúng nó vất vả cả năm đi, mùa gặt ông chỉ cần ra mót cũng được nhiều hơn là số thóc hợp tác chia cho mỗi hộ khẩu. Hơn thế nữa, khi tải lúa từ các dàn đập về trụ sở, dọc đường người ta giấu đi, ai chạy theo mà kiểm tra. Tạo càng nghe càng thấy Nhiễu tính toán sâu sắc. Hóa ra 2 năm nay Tạo chỉ biết Nhiễu có khả năng về giấy tờ hành chính, không ngờ bắt tay vào sản xuất, Tạo lại phát hiện thêm một năng lực mới rất bất ngờ của Nhiễu. Tạo cũng có thoáng đặt câu hỏi là không đập ở ngoài đồng thì đập lúa ở đâu? Chẳng lẽ khuân cả cây lúa còn nguyên, nguyên thân nguyên gốc chất vào kho? Cho nên Tạo dè dặt hỏi: thế cậu định đề xuất phương án nào để đạt chất lượng cao này? Nhiễu châm điếu thuốc rồi giàn giải: tôi đề nghị gặt đến đâu ta cho gánh về thẳng kho hợp tác. Kho mới nhà Má Hậu có sân gạch rất lớn, ta bố trí người kéo trục đá vừa nhanh vừa dễ kiểm tra, vì lúa tập trung vào một chỗ. À, nói đến gánh tôi mới nhớ ra,
Anh bảo Quốc nó cho anh em chẻ sẵn một mớ lạt, lạt cật dài một tí để mó lúa, với lại mấy chục cái đòn sắp nữa anh. Lạt chẻ xong quăng xuống ao ngâm, sáng mai ta vớt lên dùng. Tạo nghĩ đến sân nhà Hợp ngày trước và cảm thấy Nhiễu nói rất có lý. Tạo thở phào nhẹ nhõm. Hai tuần nay đầu gã nặng trình trịch những lo âu về thóc lúa, và gã tự trách mình đã không bàn với Nhiễu. Cái kế hoạch đơn giản như thế mà Tạo nghĩ không ra. Sân phơi rộng, kho chứa lớn, chỉ cần cắt hai thằng canh gác thì thập phần bảo đảm. Tạo vui lắm, gã đứng dậy nói: cậu tính như thế thì ổn lắm rồi. Tớ thật lú gan lú ruột chẳng nghĩ được cái gì cả. Thôi, ta về tìm Quốc ngay cho kịp công việc ngày mai. Hai gã sánh vai nhau rảo bước vào làng. Một lúc sau Tạo hỏi: thế cái kho hợp tác hiện giờ chứa cái gì ở trong ấy? Liệu có đủ chỗ để mình dồn thóc vào đấy hay không? Nhiễu đáp: đủ, nhưng anh định thu lúa ngay sau khi kéo đá hay sao? Tạo nói: chứ còn gì nữa, kéo đá xong ta cho phơi rồi trừ bén đi số lượng phải nộp cho huyện, còn thừa mới chia cho xã viên. Không thu ngay đấy, đem phát cho người ta thì về sau có thánh mà thu lại được. Đây là vấn đề then chốt mà Nhiễu muốn bàn với Tạo, là nguyên nhân của những ý kiến rất sốt sáng mà Nhiễu vừa trình bày để gây uy tín với Tạo. Nghe Tạo nói sẽ thu thóc cho huyện trước khi phát về cho dân, Nhiễu trầm ngâm im lặng. Nhiễu cần phải lựa lời nói khéo để phản đối ý kiến Tạo vừa nêu, và phản đối thế nào để Tạo không biết lòng. Còn đang nghĩ ngợi thì Tạo lại tiếp: rút kinh nghiệm mấy năm vừa rồi ở xã ta, không có năm nào đủ chỉ tiêu. Lúa phân chia cho xã viên, lúc hỏi lại có thằng nó ưỡn bụng ra bảo rằng là mổ bụng tôi ra mà lấy này. Cho nên năm nay tôi không có dại, cứ nắm đằng chui cho nó chắc đã. Nhiễu từ tốn lên tiếng: anh làm thế không được anh Tạo ạ. Hợp tác xã của ta còn yếu lắm, hàng ngày ta hô hào kêu gọi mà các hộ cá thể không có ma nào chịu vào, thậm chí nhiều người còn lăm le xin ra nữa. Tại sao như thế? Là vì người ta không thấy cái lợi trước mắt. Anh Quảng vẫn thường dạy mình rằng muốn cho người ta làm một việc gì thì phải cho người ta thấy việc ấy có lợi gì. Đành rằng sản xuất lớn thì về lâu về dài thể nào cũng hơn cá thể, nhưng trước mắt người ta tham bát bỏ mâm, chỉ nhìn hạt thóc hạt cơm hiện tại mà không biết nghĩ xa, thành ra người ta không tin tưởng ở hợp tác xã. Một xã viên từ lúc vỡ đất cày bừa bón phân gieo hạt làm cỏ bắt sâu cho đến lúc cầm cái liềm cắt cây lúa gánh về đập phơi giã, ngần ấy công việc có thể gọi là bán mặt cho đất gán lưng cho trời, quần quật cả năm mới thu về vài thúng thóc. Bây giờ ta lấy bén đi nộp cho huyện, chỉ chia cho người ta vài đấu lúa thừa, thì hỏi rằng mùa tới có đứa nào nó làm nữa hay không? Công điểm của người ta đổ đi hết à? Hỏi anh các hộ cá thể có đứa nào nó ngu mà nó xin vào hợp tác nữa hay không? Nhiễu ngừng lại liếc mắt nhìn Tạo xem phản ứng rồi nói tiếp: cho nên tôi đề nghị ta tách hai việc riêng hẳn ra anh Tạo ạ. Thu hoạch cứ thu hoạch, gặt đến đâu ta chia cho các hộ đến đấy, cứ công điểm mà tính, sau đấy ta mới lại lo đến việc nghĩa vụ thu mua lương thực. Những lời của Nhiễu không phải là không hợp lý, nhất là đứng về mặt công tác quần chúng, nhưng làm như thế thì không lấy gì bảo đảm chỉ tiêu nạp cho huyện. Tạo nói: tôi sợ khó, chia lúa rồi thì khó thu lại lắm, của đau con sót dễ gì người ta rút ruột ra mà bán cho mình. Giá thóc ngoài chợ đó thì 17 đồng, ta thu mua giá nhà nước có 12 đồng, đứa nào nó bán? Nhiễu tha thiết thuyết phục: có khó mình mới phải bàn, mới phải khắc phục làm. Lão chủ nhiệm cũ vừa kém năng lực lại tham ô nặng, thành ra kế hoạch năm ngoái mình hỏng. Năm nay lúa tốt, quản lý chặt, tôi thấy có thể làm được. Và lại khó năm nay thôi, từ năm sau sẽ dễ. Xã viên sẽ tăng, khí thế sẽ phấn khởi. Tôi định ngay sau khi gặt và chia thóc xong, ta cho nhân dân học tập liền, giải thích cho họ mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp và công nghiệp. Người làm ra hạt thóc phải nhịn bớt để chờ công nghiệp hóa, họ hiểu thì họ sẽ vui lòng làm theo. Tạo không hài lòng lắm,
nhưng đành phải nghe theo Nhiễu. Gã tin rằng với sự sốt sắng của Nhiễu, kế hoạch thu mua lương thực có thể đạt được. Hai người đã vào đến lũy tre đầu làng. Nhiễu chia tay Tạo: "Thôi tôi tạt về nhà ăn qua loa cơm, rồi mình gặp nhau ở trụ sở nhé. Anh nhớ tìm Quốc ngay để bàn luôn thầy."